Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào tất cả các bạn nha. Chị hôm nay Happy sẽ chơi server nè. Và hôm nay Happy sẽ không chơi mấy cái server này. Happy sẽ chơi server bắt cua nè. Ok, vô luôn. Hôm nay Happy sẽ không có gọi là đi thi, mà Happy sẽ chơi cái map nào đó. Sao nó còn chưa vô nữa ta? Ok, cây giờ nó mới chịu vô cho mình. Map mấy cái con động vật nè. Oh my god, để bây giờ Happy vô nha. Ui, wow, các bạn ơi, vừa vô nó rất là đẹp luôn nha. Đây là mấy cái con ong nhỏ nhỏ nè, có nút nữa nè. Ok, bây giờ Happy sẽ bắt cua nha. Ui, mấy cái bé ong này rất là dễ thương luôn. Cái con nào mà cái cắm nó dài hai lây nè, hai blob là con đó hình như con to á. Nhưng mà con này mới khổng lồ nè các bạn ơi. Quá là dễ thương luôn, đúng không? Ok, tới đất. Ok, chưa gì hết, Happy đã tới đó rồi. Next. Rồi, Happy qua màn tiếp theo, màn gì đây? Wow, màn con gà. Con gà nó thích ăn hạt giống chứ không phải nó thích ăn lúa. Mà thu hoạch hạt giống á, thu hoạch lúa thì nó cũng có hạt giống cho mình ăn. Ủa, cho gà ăn vậy đúng không? Bởi vậy nó để lúa vậy là đúng rồi nè. Ok, qua màn luôn. Sao mà nó dễ dữ. Ê, vô vô Happy tưởng nó rộng lắm chứ. Làm da rồi cái té sắc mặt luôn. Hỡi, Happy định đứng từ kia phóng xuống. Nhưng mà Happy sợ là bay, nên Happy không có dám bắt. Xa thì Happy bắt hơi dễ luôn. Bạn có thể nào mà để ở đây được không? Trời ơi, thật khó. Để đâu mà để ngay sau lưng làm Happy che lên cái Happy té luôn. Trời ơi, con đây con gì quá nè. À, con cáo. Con cáo các bạn ơi. Quá là dễ thương luôn. Còn mấy cái đó là mấy cái trái mọng ngọt á. Wow, bé cáo rất là dễ thương luôn nha. Giờ thì Happy sẽ bắt qua. Nãy Happy không biết, Happy đi bắt lên cái trái mọc ngọt. Quá là hay luôn, Happy quá là giỏi luôn. OMG, bé kỳ nhông này các bạn ơi. Nhân vật hôm nay của chúng ta là bé kỳ nhông nè. Rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương luôn kìa. Nhìn cái bé gì đó, cá nóc. Rất là dễ thương luôn. Nhìn vậy thôi chứ bé đó lúc mà bé phòng lên đó là mình sẽ bị trúng độc và mình sẽ bay á, nên mình không có là cái bé đó. Ui, nhìn nè, dễ thương không, đâu có thấy mình đâu tại vì mình tàng hình rồi. Ok, next qua mày tiếp theo. Đây nè các bạn ơi, là bé xì lam. Wow, bé xì lam rất là dễ thương nha. Happy mong là Happy đừng có bay. Mong là đừng có bay, ai nhẹ không bay luôn. Đứng từ đây bay xuống. Rồi, Happy về đúng không? Ui, Happy về đất rồi, yeah. Vui quá các bạn, Happy về rồi. Rồi bây giờ Happy sẽ đi bắt cua mắt khác. Thì với cái trình độ của Happy á, thì Happy thấy Happy quá là giỏi luôn rồi. Happy sẽ gì các bạn biết rồi đúng không? Đi thi. Ui, wow, đang chạy nhảy nè. Rất là thích, thích. Thôi bây giờ hôm nay giờ là mình sẽ đi thi. Ok, go. Ủa, cái này băng nó hơi bị trơn á các bạn ơi, nên Happy nhưng mà không sao hết, không có ai mà ngăn cản được Happy hết. Happy thấy cái chỗ này nó cực kỳ là đẹp luôn á các bạn ơi, không thể nào mà diễn tả nổi luôn. Quá là đẹp. Cái này đi dễ mà. Đừng nói ai mà đi té chắc Happy nằm luôn á. Ừ đúng rồi, Happy. Đó là Happy chứ không ngoài ai là Happy hết á. Đúng không? Vừa mới nói xong. Chưa gì hết đã bị gì rồi.
Ghê chưa, ghê chưa. Quá ghê luôn đúng không các bạn? Ghê chưa, wow. Chỗ này đi cũng dễ lắm. Đây, chỗ này của mình cứ đi sát vô giáp á. Còn cái khu này mình cứ xích ra rồi mình nhảy lên. Ở đây thì đi lên và chip on. Chắc ai cũng đứng sau hay bay hết luôn á. Thời gian bắt là 1 tiếng. Mà chưa được 1 tiếng nữa là Happy đã bắt trước rồi. Ghê chưa, tại vì cái chỗ này nó quá là đẹp đi, khiến Happy muốn bắt hoài luôn. Từ cái chỗ này chắc xây 5 năm nó mới xong luôn, quá à. Ok, Happy về đích nhất nha các bạn. Có 2 người thi và chán quá. Wow, Happy đã thắng rồi. Chưa quá, chưa quá. Bây giờ mình đi tiếp nha. Yay. Oh my god, cái khu này cũng đẹp quá. Đẹp, quá là đẹp luôn. Ai có cái cục xì lam cũng té hết đó các bạn ơi. Tại vì cục xì lam nó quá khó này. Trời ơi, sao chỗ này nó dễ quá vậy nè. Ui, hello. Hello, what's your name? My name Hebei. Ui, mình thích cờ Hàn Quốc. Ui, còn có cờ của nước Nga nữa. À, dạ, ok. Ok. Hứi. Mình không lấy cái cờ Việt Nam á. Hí. Hí, hí. Hơi. Hơi, hơi. Sắp tới đất rồi. Ồ, bạn nói đi sao hay bì. Nhưng không sao. Rồi, bạn ơi. Bạn nói rồi ta. Ôi, bạn nó đã bay rồi các bạn ơi. Mà Happy cũng đã thắng rồi. Happy thắng hoài luôn đó nên Happy không quyết định không thi nữa. Okay. Trời ơi, nó chống cái mặt. Ê, hình như map đông rồi đó các bạn ơi. Nên Happy sẽ đi thi thôi. Chứ biết sao vậy. OMG, OMG. Oh my god, Happy thi với người ta. Hello. Bạn nó sẽ thua. Dính lại thì Happy không bắt được. Chai bầu nè. Ok ok. Ok qua rồi. Oh my god. Happy bắt cua trên băng và Happy bắt cực nhanh luôn. Đừng nói bạn nó chưa tới nha. Happy win rồi. Bây giờ Happy sẽ đi thi. Thi chạy nhanh. Tính ra Happy thắng hoài luôn. Trời bỏ lên từ cái lóc tàn hình này. Chết bao nè. Cái này bắt cua dễ quá à. Chết bao. Mình mà không chết bao là mình bay nào á. Mình đi đường nào? Trên đây. À hiểu rồi. Mình chỉ được đi trên cái block, bắt trên cái block dưa hấu thôi. Ok ok, cái này nó khó khó sao, Happy còn biết đường bắt nữa. Ui, ủa sao Happy dậy đất nhanh dữ vậy trời. Happy tưởng đâu đó là điểm checkpoint cái ai nhà Happy thắng luôn. Nhưng không sao. Tính ra nãy giờ là Happy thắng hoài luôn. Và bây giờ Happy không chơi được nữa rồi các bạn ơi. Và nếu như mà các bạn thích clip này, thích Happy bắt cua thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực. Và giờ thì bye bye, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.